Cha hạnh phúc trong ơn gọi, luôn được bình an và niềm vui trong sứ vụ. Cho dù quý cha có đi bất cứ nơi đâu, cũng là hình ảnh của Thầy Giêsu, là chứng nhân của Đức Kitô, mang niềm vui và bình an đến cho mọi người. Chúng con xin chúc mừng và cảm ơn đến quý ông bà cố hy sinh quảng đại dâng hiến những người con của mình cho Chúa. Kính chúc ông bà cố luôn là chỗ dựa vững chắc để các tân chức vững tâm trên con đường phục vụ Chúa, phục vụ các linh hồn. Cuối cùng, chúng con nguyện xin phát tâm Chúa trong năm tháng lòng thương xót, tha thứ và tôn đổ muôn ơn phúc lành xuống trên Đức Cha, quý cha và quý cộng đồng dân Chúa. Để bày tỏ tấm lòng biết ơn và vui mừng, chúng con xin kính dâng lên Đức Cha tôn cùng quý cha mới những bó hoa tươi xinh. Xin Đức Cha và quý cha vui đón nhận. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Hồng ân Thiên Chúa bao la.
đã thương con. Đời đời người vẫn thương con, thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh. Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.